Hello, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà một trệt một lầu ha. Nhà có diện tích là ngang 6,5 m, dài 18 m đó cô chú anh chị. Ở đây là căn nhà này, nhà này đang xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện nha cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị mình mua ở mua đầu tư là rất ok. Nhà giá rẻ cô chú anh chị ha, nhà sổ hồng riêng ha, đường trước nhà đường ô tô thoải mái luôn, đi vào tận nơi ha. Có sân để xe ô tô luôn nghe cô chú anh chị. Đường trước đây, phía đường ra đường lớn chỉ có 20-30 m là ra đường lớn rồi. Ra đường thông rồi. Phía trước đây mình có cái sân rất là rộng ha, để xe ô tô là thoải mái, xe ô tô 7 chỗ là ok luôn người chú chị. Nhà này sau xây dựng xong là mình sẽ có tường rào cổng ngõ luôn cho mình ha. Nó hoàn thiện xong là sẽ có tường rào cổng ngõ đầy đủ luôn cho mình luôn. Ở phía bên trong căn nhà này của chú chị nè, nhà bên trong căn nhà thì mình phải vô là mình có cái hè, hè này mình để xe máy ra luôn cô chú anh chị nha, xe máy đi về xe máy mình lên hè mình để luôn. Cửa nhà nhà này cửa thì mình sẽ làm bố trí là cửa nhôm xi pha cô chú anh chị, cửa nhôm xi pha lắp kính. Nhà này cái cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai viên cấp C để cô chú anh chị mình tham khảo. Nhà này sổ hồng riêng có sổ sẵn rồi cô chú anh chị mình mua công chứng liền. Còn trường hợp của chú anh chị mình mua mà đầu tư á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình là mình trả trước 500 triệu, rồi hỗ trợ là coi như giãn tối đa là từ 3 đến 6 tháng, tối đa là 6 tháng rồi mình để mình đi công chứng. Người của chú chị có thể tha hồ mà lướt sóng ha. Cửa nhôm này cô chú chị nhôm tốt ha, nhôm xi pha nhôm kính hết. Cô chú chị mình yên tâm về cái chất lượng cửa. Ở phía này thì mình khu phía dưới mình sẽ là khu nhà nhà bếp này cô chú chị ha, nhà bếp khu nấu ăn và khu dọn làm bàn ăn rồi. Phía sau này có một cái sân phơi và có toilet cho cô chú chị ha, sân phơi bộ toilet. Còn cửa toàn bộ là mình làm cửa nhôm xi pha hết nha, nhôm nhôm kính. Đây sân phơi. Phía bên này là cái toilet đó. Nhà này nếu của chú chị mình mua và đầu tư thì rất là ok luôn, giá rẻ. Bên này giá chỉ có 1,5 tỷ thôi, hỗ trợ cho cô chú chị mình 6 tháng công chứng cũng ok luôn ha. Hướng thì nhà vị trí nhà thì cô chú chị mình sẽ nằm ngay chỗ khu trung tâm của hành chính của xã Đức Hòa Thượng của chú chị. Mình đi các hướng mình đi từ cầu Lớn Hóc Môn đi qua Phan Văn Hớn xuống được ha, tỉnh lộ 10 đi qua cũng được, hoặc là tỉnh lộ 823, tỉnh lộ 8 ngã tư Củ Chi xuống cũng ok luôn ha, đường rất là thông. Nên là mình tiện di chuyển như vậy nhiều hướng. Cái này cô chú chị mình mua ở hay mua cho thuê lại cũng ok. Khu này cũng có khu dân cư rồi, khu công nghiệp rồi, kế bên cũng nhiều nên là mình tiện mua. Mua đầu tư thì giá 1,5 tỷ thì cô chú chị diện tích của nó là 6,5 m nhân 18% vuông, tính ra cái đất thì bây giờ nó cũng ra rồi tầm tỷ 2 tỷ 3 rồi. Tỷ 2 tỷ 3 thì tính ra cái nhà là cũng quá là rẻ rồi nha cô chú, tiện rất là dễ mua. Cô chú anh chị mình thiện chí thì hỗ trợ cái giá tốt mình mua luôn ha. Khu vực phía ngoài đây thì người ta chuẩn bị người ta xây thêm vài ba căn nữa này. Nên là khi mà có nhà lên nó rất là đông đông ha, đông xung dân cư lên. Cô chú anh chị mình nào mình quan tâm thì mình liên hệ em số điện thoại trên màn hình ha, 0898028417, và theo dõi video thì cũng đăng ký ký kênh ủng hộ luôn nha cô chú anh chị, mới nhấn chuông nhận thông báo để cập nhật sản phẩm khi mình có sản phẩm mới mà phù hợp mình thì mình theo dõi luôn ha. Con đường phía trước cô chú chị, đường phía trước đó, đường 4 m ha, trên nhìn xuống không gian. Khu này người ta có bên kế bên kia là người ta có một cái kế bên cái khu đô thị Vietinho Golden ha, đang xây dựng, họ tầng cũng sắp hoàn thiện rồi. Mình mua cái này mình đầu tư mình ăn theo với cái khu dự án ok. Dân cư thì người ta cũng về người ta ở thì nhà chuẩn bị người ta xây nhà đó. Cái đâu là cái đây đang đào móng khai nhà xây nhà nữa đây cô chú chị nè, đang đào móng xây nhà đây 4 căn nữa, 4 căn là xây ra tới đường gần tới đường lớn luôn rồi. Lúc đó là mình lên mình mua trước là mình có lời trước. Cô chú chị nào mình cảm thấy phù hợp với mình thì sớm liên hệ em dẫn xem nhà ha. Nhà này mua ở mua kinh doanh là ok cô chú chị, chỗ ông riêng hỗ trợ rất tốt về giá cho mình luôn ha. Và mua thì bên khi cô chú chị mua thì bên em sẽ là
có cái cam kết là mua lại sau 12 năm, 12 tháng nha. Sau 12 tháng của chú chị muốn bán ra bán không, không bán ra bán được thì bên em sẽ hỗ trợ là mình mua thu mua lại với giá lợi nhuận là 10 đến 15% tùy theo thị trường ha, tối thiểu là lợi nhuận là 10% sau 1 năm. Cái này là có cam kết luôn cho cô chú chị mình, nên cô chú chị mình yên tâm đầu tư ha. Pháp lý thì rất là ok, an toàn, khu này quy hoạch dân cư hết, quy hoạch bài bản luôn, nó nằm trong khu quy hoạch lên thành phố của Đức Hòa ha. Nên là cô chú chị mình mua đón đầu những cái làn sóng như vậy rất là ok luôn cho mình để đầu tư. Từ đây mình về Hóc Môn thì đi tầm khoảng 20 phút xe máy của chú chị, nên là cũng rất là thuận đường, thuận tiện đường cho mình di chuyển luôn, giao thông thì không khó hết. Còn em cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp lại quý ở một cái sản phẩm tiếp theo ạ.